Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thêm phản ánh của một khán giả khác tại quận Bắc Từ Liêm ở thành phố Hà Nội có chia sẻ về con đường Hoàng Minh Thảo quận Bắc Từ Liêm, người dân tại đây cứ vứt rác bừa bãi, đốt rác và gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường cụ thể tại ngã ba đường giao nhau ở đường hoàng minh thảo với đường phạm văn đồng ngay phía bên ngoài công viên hòa bình tuyến đường trên thời gian qua đã trở thành một điểm tập kết rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị hơn nữa rác không được xử lý dọn dẹp trở nên ô nhiễm môi trường người dân đi qua khu vực này cảm thấy nôn nao khó chịu rác thường xuyên được xử lý đốt tại chỗ cho nên càng gây ô nhiễm môi trường không khí gửi phản ánh đến chương trình khán giả mong muốn các cơ quan chức năng cần phải có những phương án tuyên truyền cũng như những biện pháp xử lý đối với người dân vi phạm trong việc xử lý rác thải và tập kết rác thải không đúng điểm quy định như trên nhằm đảm bảo đô thị xanh sạch đẹp